Chào các bạn, ngoài cái kênh bán hàng ở trên TikTok Shop ra thì Landing Page cũng là một kênh bán hàng rất là hay. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chạy quảng cáo Landing Page. Có rất nhiều bạn yêu cầu mình làm một cái video cập nhật về cái giao diện mới hiện nay khi mà chạy quảng cáo ở trên Landing Page. Và hiện tại thì giao diện nó có một chút thay đổi nhá. Nên thế nên là các bạn đã biết chạy quảng cáo Landing Page hay chưa biết chạy quảng cáo Landing Page thì các bạn cũng nên xem để các bạn có thể là nắm được cái cách thiết lập cho nó đúng các bạn nha. Vậy thì trước khi mà chúng ta muốn chạy quảng cáo landing page ấy, thì các bạn cần phải có cho mình một cái giao diện và landing page nhé. Thì ở đây mình đã chuẩn bị một vài cái mẫu landing page để hướng dẫn demo cho các bạn nhé. Chúng ta cần phải có thứ nhất là trang giới thiệu sản phẩm này, thứ hai là trang chính sách bảo mật các bạn nha, thứ ba là chính là trang cảm ơn. Thì trang cảm ơn nghĩa là cái trang mà để ví dụ bây giờ các bạn đặt hàng đúng không thì nó sẽ chuyển qua một trang cảm ơn như này. Đấy, chúng ta cần phải có ba trang. Đấy, thứ nhất là trang giới thiệu sản phẩm này, thứ hai là trang chính sách bảo mật, thứ ba là trang cảm ơn để chúng ta có thể đo lường cái lượt mua hàng và tuân thủ chính sách của TikTok các bạn nha. Thì bây giờ mình sẽ vào và mình sẽ hướng dẫn các bạn chạy quảng cáo nhé. Đầu tiên thì các bạn sẽ vào trong cái tài khoản quảng cáo của bạn thôi nhé. Mình sẽ vào trong cái tài khoản quảng cáo TikTok Ads. Rồi đầu tiên thì các bạn truy cập vào trong cái tài khoản TikTok Ads của chúng ta như là bình thường. Các bạn sẽ bấm vào cho mình cái nút là tạo chiến dịch. Rồi các bạn sẽ tích vào ô lượt chuyển đổi trang web nhé. Các bạn chọn vào lượt chuyển đổi trang web này và đặt tên chiến dịch. Đấy. Rồi thường thì các bạn có thể đặt theo ngày chẳng hạn ha. Nếu mà các bạn chọn ngân sách thì các bạn có thể để ngân sách nhóm cho nó tối ưu các bạn nhé. Đây các bạn ấn nút tiếp tục giúp mình. Rồi chúng ta sẽ có một cái lựa chọn cho chúng ta ở đây, đó chính là về cái nguồn dữ liệu. Các bạn đầu tiên là các bạn sẽ đặt cái target cho nhóm quảng cáo nhé. Rồi mình sẽ để target này là target 18-44 tuổi nhé. Target này là thả, tức là target rộng, được chưa? Cái mục trang web này thì các bạn sẽ bấm vào nguồn dữ liệu này. Đầu tiên các bạn bấm cho mình vào cái nút là tạo mới. Đấy. Thì nó sẽ hiện ra cho chúng ta một cái nguồn dữ liệu như thế này, đúng không? Các bạn chưa có nguồn dữ liệu thì các bạn bấm vào cho mình là kết nối nguồn dữ liệu các bạn nha. Lúc này chúng ta có 3 hình thức thì các bạn sẽ chọn vào cho mình là cái web và ấn vào nút tiếp theo. Ở đây ấy, thì nó yêu cầu chúng ta thêm trang web của bạn này. Thì bây giờ các bạn sẽ dán cái link landing page các bạn nha. Đây, mình sẽ copy cái link landing page. Đấy, mình dán vào đây và ấn vào nút tiếp theo các bạn nha. Các bạn nhớ là dán link trang sản phẩm nhé. Chúng ta có hai hình thức, đó chính là thông qua đối tác và thủ công. Thì ở đây các bạn chạy landing page, các bạn chọn cho mình là thủ công nhé. Ấn nút tiếp theo giúp mình. Và các bạn chọn cho mình này TikTok Pixel, chọn ở cái ô ở giữa. Các bạn ấn nút tiếp theo nhé. Rồi đặt tên Pixel thôi ha. Các bạn ấn tạo. Đặt tên Pixel, các bạn đặt gì cũng được, dễ quản lý ra được. Rồi ở đây nó hiện ra cho chúng ta là mã cơ sở, tức là mã Java Trip ấy, mã TikTok Pixel đấy, các bạn ấn vào sao chép. Đấy, copy xong thì các bạn quay lại ở cái landing page và các bạn sẽ mở cái landing page builder lên. Đầu tiên thì các bạn sẽ mở cái landing page builder mà các bạn muốn cài mã Java Trip vào đây, thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có một mục thiết lập và các bạn sẽ chọn cho mình là mã Java Trip các bạn nha. Lúc này thì các bạn sẽ tiến hành là dán cái mã mà các bạn vừa copy được vào đây. Sau đấy các bạn nhớ là copy ở cái mục TikTok quy loát này, các bạn sao chép cho mình cái này nhé, và chọn vào mã chuyển đổi, các bạn dán vào mục cột là TikTok Pixel ID, được chưa? Rồi các bạn xuất bản nhé. Thì sau khi mà các bạn đã tiến hành là gán cái mã TikTok Pixel vào trong cái trang sản phẩm thì các bạn tiếp tục là gán vào cho mình vào trang cảm ơn, được chưa? Rồi các bạn tiếp tục là sửa cho mình cái trang cảm ơn này và các bạn cũng làm cho mình cái bước tương tự. Đấy. Rồi các bạn tiếp tục là sao chép cái mã Pixel và các bạn dán vào trang cảm ơn nhé. Các bạn bắt buộc phải dán cái mã Pixel này vào trang sản phẩm và trang cảm ơn để các bạn có thể đo lường được chính xác số lượt truy cập và số lượt mua các bạn nhé. Tương tự thì mình cũng sẽ làm một cái thao tác là dán mã Java Trip vào trong cái trang cảm ơn. Thì như vậy là mình đã gán cái mã Java Trip này thành công vào trong cái hai trang là trang giới thiệu sản phẩm và trang cảm ơn. Thì bây giờ các bạn sẽ quay lại ở cái giao diện này và các bạn ấn nút tiếp theo. Các bạn bật cho mình cái tính năng so khớp nâng cao tự động lên và ấn vào nút tiếp theo các bạn nha. Bây giờ các bạn sẽ bấm cho mình cái bước là khởi chạy trình tạo sự kiện này. Mình sẽ nói một chút về cái trình tạo sự kiện để có nhiều bạn đến đây chưa hiểu nhé. Cái trình tạo sự kiện là các bạn làm để các bạn khai báo về các cái sự kiện truy cập trên trang. Thì ở đây ấy, thì mình khuyên là các bạn nên làm cho mình ba cái sự kiện nhé. Cái sự kiện số 1 các bạn ấn nút thêm này. Sự kiện số 1 thì các bạn sẽ chọn là lượt truy cập URL, đúng chưa? Ấn nút tiếp theo. Loại sự kiện đầu tiên mình sẽ đo đó chính là xem nội dung.
Cái xem nội dung này có nghĩa là gì? Bây giờ các bạn sẽ dán cái link trang sản phẩm vào đây, được chưa? Bây giờ các bạn sẽ dán cái link trang sản phẩm vào nhé. Sao chép, được chưa? Các bạn dán vào đây, được chưa? Sau đó các bạn nhớ này, cái sự kiện đầu tiên các bạn dán link trang sản phẩm để nó đo được là cứ một lượt truy cập, đúng không? Thì nó sẽ tính là một lượt xem nội dung, được chưa? Ở đây thì cột là giá trị, thì các bạn sẽ chọn giá trị trên trang. Thì bây giờ các bạn sẽ chọn vào cái giá bán mà các bạn bán. Ví dụ sản phẩm này bán 99.000, đúng không? Các bạn ấn blue, được chưa? Thế thì nó sẽ hiểu là cái giá của bạn bán là ở phân khúc bao nhiêu. Ví dụ như sản phẩm bạn bán 99.000 thì nó sẽ cố gắng hiển thị cái nhóm khách hàng họ thường xuyên mua sản phẩm giá trị này. Và sản phẩm bạn 500.000 thì nó sẽ cố gắng đưa đến cái target là mua cái sản phẩm có giá trị tương đương, được chưa? Tiền tệ thì tất nhiên các bạn phải chọn đúng tiền tệ là Việt Nam đồng nhá, chứ đến đây mà chọn USD thì là toang đấy, là sai đấy. Rồi tiếp đến là về cái ID nội dung, thì các bạn sẽ chọn ID nội dung trên trang, được chưa? Các bạn sẽ chọn vào tiêu đề. Ở đây thì các bạn sẽ thắc mắc là gì ạ? Ở đây thì mình sẽ chọn vào tiêu đề nhé, được chưa? Các bạn sẽ chọn vào trong cái nội dung, tức là cái tên sản phẩm của bạn nhé. Tốt nhất là các bạn nên chọn vào cái tên sản phẩm là ok nhất, được chưa? Rồi SKU cụ thể các bạn nhé, ấn xác nhận. Như vậy thì các bạn có thể là xong cái sự kiện số 1, tức là sự kiện là xem trang. Tiếp đến thì các bạn sẽ thiết lập cái sự kiện số 2 cho mình này, đó chính là sự kiện đặt đơn hàng. Đấy, các bạn ấn nút thêm sự kiện tiếp nha. Và các bạn chọn cho mình là lượt truy cập URL. Ở cái sự kiện số 2 này thì các bạn chọn cho mình là sự kiện đặt đơn hàng, được chưa? Cái sự kiện đặt đơn hàng này thì ví dụ bây giờ đi, có một khách hàng họ vào đây, họ bấm nút đặt mua. Đấy, sau khi mà người ta điền thông tin số điện thoại người ta mua, đúng không? Thì nó sẽ chuyển qua trang cảm ơn. Đó, đây là trang thank you đấy. Thì các bạn sẽ sao chép cái đường link là trang cảm ơn của chúng ta vào đây, được chưa? Sau cái các bạn dán vào đây, được chưa? Các bạn hình dung được. Thì tại sao nó lại là sự kiện đặt đơn? Bởi vì người ta bấm mua xong á, thì nó chuyển qua trang cảm ơn. Thì mỗi lần mà như vậy thì nó sẽ đo là một lượt đơn hàng, được chưa? Các bạn chọn giá trị trên trang, chọn vào giá bán, được chưa? Rồi tiếp tục làm như lúc nãy thôi. Cái này bạn nào mới chạy thì sẽ cảm thấy khó, nhưng mà các bạn chạy quen rồi thì nó cũng bình thường các bạn nhé. Các bạn sẽ thao tác một vài lần các bạn sẽ quen thôi. Các bạn nào mà chưa có rành với cái mảng này, các bạn có thể xem đi xem lại video, các bạn sẽ hiểu bản chất của nó nhé. Tương tự thôi. Đấy, mình sẽ chọn vào tên sản phẩm. Rồi, xác nhận. Đấy. Như vậy thì mình đã thiết lập xong ở mục tất cả sự kiện, thì mình đã có hai sự kiện là sự kiện đặt đơn hàng và sự kiện xem nội dung. Sự kiện số 3 thì các bạn sẽ thêm cho mình sự kiện nhấp nút. Đấy, các bạn chọn là sự kiện nhấp nút này. Thì bây giờ mình sẽ nhấp vào cái nút đấy, một cái nút nhá, một cái nút đặt ngay đấy. Thì các bạn ấn tiếp theo, tức là khi mà người ta chọn vào bất kỳ một cái nút nào đấy thì chúng ta sẽ hiểu là đó là một cái hành vi nhấp vào cái nút. Thì thông thường các bạn nên là để cái tên nút nó giống nhau. Như vậy thì mình đã thiết lập xong 3 sự kiện này, sự kiện xem nội dung, sự kiện đặt đơn hàng. Thì sau khi các bạn thiết lập xong bước này, các bạn ấn nút hoàn tất thiết lập này, được chưa? Và ấn nút thoát ngay. Rồi các bạn ấn tiếp theo này. Thì bây giờ ấy, để chắc ăn là cái sự kiện của bạn, các bạn muốn là kiểm tra xem là nó đã đúng hay chưa ấy, thì các bạn sẽ ấn vào nút đặt truy cập sự kiện kiểm thử nhé. Nó có cái nút màu đen ở đây này, các bạn bấm vào đó, được chưa? Sau thì các bạn sẽ sang cái công cụ. Đấy, cái công cụ này là công cụ kiểm tra sự kiện. Thì các bạn sẽ tiến hành là dán cái link trang giới thiệu sản phẩm này, trang sản phẩm nhé. Các bạn dán vào đây, được chưa? Sau đấy các bạn sẽ bấm vào nút tạo mã QR. Để chắc ăn thì các bạn sẽ mở cái điện thoại các bạn lên, sau đấy các bạn sẽ quét mã và tiến hành đặt thử một cái đơn hàng nha các bạn nhé. Đấy, các bạn sẽ truy cập và các bạn sẽ tiến hành là đặt thử một cái đơn hàng, được chưa? Đấy, các bạn lướt thì nó bắt đầu nó đo này, nó ghi các cái sự kiện các bạn vào đây này. Đấy, bây giờ thì mình sẽ đặt test một cái đơn hàng các bạn nhé. Các bạn nhớ là ghi cái phần này nhé, bởi vì test thì các bạn mới biết là cái pixel của bạn cài đúng cách hay chưa. Còn nếu mà cài sai là chạy nó không ra chuyển đổi, đúng nhá. Thì sau đó các bạn sẽ tiến hành là đặt cho mình một cái đơn hàng test thử. Thì nếu như các bạn muốn biết là cái sự kiện của bạn là nó đã hoàn thành hay chưa, thì khi mà các bạn thực hiện thì nó sẽ hiện ra này, nó sẽ đo lường các sự kiện của bạn đây này, được chưa? Nó hiện ra đúng như vậy là được nhé. Thì sau khi mà các bạn làm đến bước này được, cơ bản là pixel của bạn xong rồi đấy. Bây giờ các bạn quay lại quảng cáo này. Quay lại quảng cáo thì bây giờ mình tắt mấy cái event manager đi nhá. Ở mục kết nối dữ liệu thì các bạn ấn vào nút làm mới thì nó hiện ra cái pixel của bạn vừa tạo ấy, bấm vào đây. Sự kiện tối ưu hóa thì chọn là đặt đơn hàng. Các bạn chạy doanh số thì phải chọn đặt đơn hàng nhé. Vị trí các bạn chuyển sang vị trí tự động này. Các bạn chọn sang vị trí thủ công. Và bỏ hai cái thằng là toàn cầu và cái pengo đi, được chưa? Chỉ chạy mỗi TikTok thôi. Tiếp theo là target khách hàng thì các bạn chạy như bình thường thôi. Khách hàng mà tệp bao nhiêu chạy vào nhóm bấy nhiêu.
ngân sách thì các bạn để thôi, ví dụ các bạn mới chạy test thì có thể test là 500 300 500 ngàn, ở đây thì mình chạy 1 triệu nhé, chạy thử 1 triệu nhé. Các bạn kéo xuống bên dưới này, các bạn nhớ đặt giá thầu nhé. Đấy, giá thầu là cái giá thầu và tối ưu hóa này này, đặt giá thầu lại để nó chạy quảng cáo cho nó rẻ. Đấy, ví dụ như bây giờ mình sẽ thầu là 30 ngàn một đơn đi. Đấy. Đấy, cái đề xuất này thì nó chỉ là TikTok đề xuất thôi nhé, tức là nó các bạn cũng có thể tham khảo, nếu các bạn cảm thấy nó phù hợp thì áp dụng vào, không không phù hợp thì cứ để theo cái giá các bạn mong muốn. Đấy, dần dần thì các bạn có thể nâng giá thầu lên. Đấy, rồi ok. Rồi ở lịch phát này các bạn có thể chọn múi, cái khung thời gian chạy, ví dụ như các bạn có thể xét vào cái thời gian mà khách hàng online nhiều đấy, hoặc là các bạn có thể là tùy nhé. Các bạn ở đây thì mình sẽ chạy, mình chạy full ngày luôn, mình chạy cả ngày luôn nhé. Ở mục rồi các bạn ấn tiếp theo nhé, để giá thầu đây để mình 30.000 nhé, mình các bạn ấn tiếp tục chưa. Tiếp đến là về cái phần là quảng cáo, về phần quảng cáo này thì nó sẽ có này. Các bạn nhớ là bật vào cái tính năng là sử dụng tài khoản TikTok để phân phối Spark ADS nhé. Ở đây mình liên kết kênh sẵn rồi. Các bạn sẽ kéo xuống này thì các bạn sẽ có mục là bài đăng trên TikTok và video đúng không? Thì bây giờ mình sẽ chọn vào bài đăng được ủy quyền, tức là mình sẽ lựa chọn vào những cái bài đăng đấy, bài đăng có trên kênh đấy. Thì bây giờ mình sẽ chọn một cái video, video bất kỳ được chưa? Ở đây các bạn nhớ kéo xuống bên dưới nha, nó sẽ có lời kêu gọi hành động này đấy. Thì các bạn bỏ bớt cho mình đi nhé, có những cái từ nó không phù hợp, ví dụ như cái từ quan tâm này mình thấy không phù hợp, các bạn ví dụ xem ngay là hợp lý này, được chưa? Đăng ký hợp lý này, đặt hàng ngay hợp lý này, đặt ngay mua ngay ok này, tìm hiểu thêm ok này, đăng ký xem thêm ok này, xem ngay ok này, mấy cái từ đăng ký này, chơi trò chơi rồi các thứ không phù hợp. Đấy, các bạn chọn vào những cái nó phù hợp với sản phẩm thôi nhé. Rồi phần bổ trợ tương tác thì cái này là mình đã nói rất nhiều rồi nhé. Các bạn có thể là chọn về cái thằng, một là các bạn có thể thiết kế một cái banner lên, ví dụ thằng này là cái banner này nhé, các bạn thiết kế một cái size banner để các bạn up lên thôi thì nó hiện ra cái nút này nhé. Nhưng bởi cái này mình không dùng đâu nha, mình không thích thì mình không dùng. Các bạn thấy đẹp không? Nói chung cái này nó cũng sẽ giúp tăng tỷ lệ nhấp đấy, nhưng mà mình thì mình ít dùng. Hai là cái thằng này, mình thấy hai cái này các bạn nên dùng này, nhãn dán đến ngược cái kiểu sự khan hiếm ấy, các bạn có thể thu nhỏ một chút, nhưng đôi lúc cái thằng này nó che đi cái video của mình nên mình không dùng các bạn nhé. Các bạn có một số sản phẩm các bạn dùng này rất hiệu quả đấy, nhưng mình ít dùng chưa. Ở cái URL này thì các bạn dán cái link trang sản phẩm này thôi, được chưa? Dán link trang sản phẩm vào rồi ấn vào nút xem trước để kiểm tra coi nó đúng link hay chưa. Đấy, bấm nút xem trước đấy, đúng trang của chúng ta rồi ha, ok hết rồi nhé. Bây giờ chúng ta sẽ phát hành quảng cáo thôi nhé. Trong cái trường hợp mà các bạn có nhiều video, ví dụ như bây giờ các bạn có hai video đi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để nhân quảng cáo đó nhé. Thì cách chạy mà một video này á, nếu các bạn chạy mà muốn tối ưu và muốn nó ra đơn nhanh ấy, thì các bạn sẽ nhân, các bạn dùng nhiều video, các bạn sao chép này. Bình thường mình chạy là mình sẽ chạy ít nhất là từ 2 video trở lên các bạn nhé, bởi vì 2 video trở lên thì khả năng là nó sẽ lọc được những video nào nó có cái lượt mua tốt thì nó sẽ đẩy lên đấy. Đây mình sẽ chạy 2 video chưa, các bạn chạy 3 video cũng được, 4 video cũng được, không sao nhé, 2 video trở lên nó tối ưu hơn. Rồi thường ví dụ như cái nhóm quảng cáo phía trên này này, cái nhóm quảng cáo phía trên này là mình đang chạy là target rộng đúng không? Thì bây giờ mình bản sao nó một phát nữa nhé, mình sẽ nhân bản sao mình hướng dẫn các bạn luôn này. Các bạn nhân một phát nữa là nó lên thành hai cái quảng cáo đúng không? Thì cái thằng này thì các bạn này, ví dụ như cái target số 1 nhá, target số 1 là mình đang đánh vào 18 đến 44 tuổi, giới tính là nam đúng chưa? Đấy, ngôn ngữ các bạn nhớ để tiếng Việt nhé, để tiếng Việt cho nó chắc ăn, không nó đánh vào tiệm nước ngoài. Mối quan tâm và hành vi, tức là cái thằng ban đầu là mình để thả rồi, cái thằng này thì mình sẽ đặt cho nó cái tên nhóm là mình sẽ target 18 đến 44, nhưng mà mình sẽ target vào trang phục phụ kiện đấy. Nhóm số 2 mình target một trang phục phụ kiện đấy, và mình sẽ target vào thì ở đây này có sở thích hành vi này đấy, mình chọn vào trang phục phụ kiện được chưa. Đấy, các bạn có thể test là ghét, nói chung là nó phải tùy vào ngành hàng nữa, không phải là cứ chạy vào trang phục kiện hiệu quả đâu. Ví dụ đôi lúc là mình phải đánh vào về mỹ phẩm hoặc là về du lịch ấy. Đấy, thì đôi khi nó hiệu quả hơn. Thế bây giờ mình chạy hai nhóm được chưa, và hai nhóm này thì giá thầu mình để tương đương. Nếu như mà tốt hơn thì các bạn có thể chỉnh đâu đấy tầm 5.000, hoặc là nói chung chỉnh thì nó khác giá thầu một tí để cho nó có sự đa dạng về quảng cáo được chưa. Các bạn bấm nút phát hành. Nói chung thằng landing page là một cái thằng là chạy, các bạn sẽ đi đơn ngoài, khi mà chạy xong các bạn sẽ nhận được data khách hàng ha. Bạn nào mà chưa rõ về cái mô hình chạy quảng cáo landing page thì có thể là comment, mình sẽ giải thích và làm những video chuyên sâu hơn cho các bạn về cái thằng này, nó cũng rất là hay ha. Các bạn đi đơn ngoài thì nó đỡ được cái phí sàn, nhưng mà nó cũng có một vài ưu điểm và cũng có một vài hạn chế ha. Bạn nào mà thắc mắc về mô hình này thì các bạn có thể comment bên dưới nhé.
Chúc các bạn có thể là chạy quảng cáo ở trên thằng landing page thành công. Và các bạn nhớ cho mình một cái quan trọng, đó chính là làm landing page phải tuân thủ chính sách của TikTok thì các bạn mới có thể chạy được quảng cáo nhé. Ít nhất nó phải có này. Thứ nhất mình nói lại một chút này, cái trang landing page nó phải có sẵn tên sản phẩm này, nó phải có giá bán này, nó có hình ảnh đầy đủ này, có mô tả sản phẩm này. Thứ hai nữa là mình có thông tin của shop, được chưa? Thông tin là cái tên shop, số điện thoại, địa chỉ đấy. Thì đó những cái thông tin cơ bản bắt buộc phải có ở trên cái landing page. Thứ hai nữa phải có trang cảm ơn và trang chính sách bảo mật. Thì đây là những cái điều kiện. Ngoài ra thì các bạn cũng phải đọc kỹ về chính sách quảng cáo và làm landing page để tránh trường hợp là các bạn làm landing page nó không đủ chuẩn, là cái thứ nhất. Thứ hai là landing page chứa những cái từ khóa, những cái hình ảnh vi phạm đấy, thì nó cũng không được TikTok xét duyệt các bạn nhé. Đấy, ok, chúc các bạn thành công. Chào các bạn.